Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với series dẫn ghép lời chi tiết của kênh Guitar Tiến Quyết. Nhắc lại cái đánh điệu bolero, đánh móc. Bạn sẽ đánh các nhịp là bùm chách 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 chách, bùm chách bùm chách, bùm chách 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 chách, bùm chách bùm chách, bùm chách 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 chách, bùm chách bùm chách. Các bạn muốn đánh đơn giản thì dây bass chúng ta không cần phải đổi, cứ giữ một dây thôi. Điệu hay hơn thì các bạn sẽ áp dụng áp âm và cái ngắt tiếng. Bùng chạy chạy chạy, ngắt áp âm, chạy bùng chạy, bùng ngắt, ngắt bùng ngắt, bùng ngắt, bùng chạy chạy chạy, ngắt bùng ngắt, bùng ngắt. Quạt các nhịp giống như đánh móc. Để xem kỹ hơn cách đánh điệu bolero, các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả các địa đệm hát cơ bản. Hợp âm sử dụng trong bài này là hợp âm la thứ, dây 2 ngăn 1, dây 3 ngăn 2, dây 4 ngăn 2, bát dây 5. Hợp âm mi thứ, dây 4 ngăn 2, dây 5 ngăn 2, bát dây 6. Hợp âm rê trưởng, dây 1 ngăn 2, dây 2 ngăn 3, dây 3 ngăn 2, bát dây số 4. Hợp âm đô trưởng, dây 2 ngăn 1, dây 4 ngăn 2, dây 5 ngăn 3, bát dây 5. Hợp âm pha trưởng, chặn ngăn 1, dây 3 ngăn 2, dây 4 ngăn 3, dây 5 ngăn 3, bát dây 6. Hợp âm mi 7, dây 3 ngăn 1, dây 5 ngăn 2, bát dây 6. Nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến phương pháp ghép lời chi tiết thì hãy dành 1 phút để tìm hiểu nhé. Với phương pháp này, các điệu đệm hát mình đã trình bày ở dưới dạng sơ đồ như sau. Đánh móc được thể hiện bằng chữ và số, đánh quạt được thể hiện bằng hình mũi tên. Lời bài hát đặt tương ứng theo các nhịp đàn và các vị trí hợp âm của bài. Khi chơi, các bạn bám theo sơ đồ để biết được những nhịp vừa đàn vừa hát, những nhịp chỉ đệm đàn. Như vậy, các bạn vừa đàn vừa hát sẽ không bị sai nhịp, giúp cho cảm nhịp của các bạn được hình thành và phát triển. Do vấn đề đánh bản quyền bài hát của YouTube, nên mình sẽ chỉ giới thiệu phần sơ đồ ghép lời chi tiết. Rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của các bạn. Nếu thấy series này hay thì like, subscribe kênh để có thể xem các bài hướng dẫn mới nhất của mình nhé. Và nếu cần tài liệu, hãy liên hệ với mình. Và bây giờ, xin mời các bạn theo dõi sơ đồ ghép lời chi tiết của bài hát hôm nay.